Ngọc Hà và Ngọc Trinh, ai là sao Việt sở hữu iPhone 12 đầu tiên? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin nóng 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. iPhone 12 vừa cập bến tại Việt Nam đã gây ra cơn sốt khắp mọi nơi. Không chỉ các tín đồ công nghệ mà các sao Việt cũng đang tranh thủ lùng sục chiếc điện thoại này. Ngay tối ngày 26 tháng 10, Hồ Ngọc Hà đã háo hức khoe món quà iPhone 12 đến từ một người bạn trên story kèm theo dòng cảm thán: "Trời ơi, món quà đến tay một cách bất ngờ. Cảm ơn em yêu." Như vậy, Hà Hồ là sao Việt đầu tiên sở hữu iPhone 12 chắc. Vào ngày 27 tháng 9, trong tập đập hộp mừng sinh nhật lần thứ 31 của Ngọc Trinh, vốn là một trong những sao Việt chạy theo trào lưu phục trang đắt đỏ, nhưng ít ai biết rằng cô nàng cũng rất đam mê với những món đồ công nghệ hiện đại, đặc biệt là những chiếc điện thoại thông minh đi đầu thế giới như iPhone 12. Ngọc Trinh thừa nhận bản thân đã đặt mua iPhone 12 từ nước ngoài và đang trong quá trình chuyển về, do đó cô chưa thể giới thiệu cho mọi người cùng xem. Sau một tháng đặt hàng thì chiếc điện thoại chắc hẳn cũng đã về tay người đẹp. Khán giả vẫn đang thắc mắc vì lý do gì mà chưa thấy cô nàng trình làng món đồ mới của mình. Có lẽ Ngọc Trinh đang chuẩn bị cho một màn đập hộp hoành tráng cùng chiếc iPhone 12 và những món đồ hàng hiệu đắt đỏ chăng? Chắc hẳn đây sẽ là một màn trở lại rất đáng mong chờ đây. Trước đó, người đẹp Trà Vinh cũng không ít lần thể hiện sự yêu thích đối với chiếc smartphone của Apple. Thời điểm 2019, Ngọc Trinh từng khẳng định dòng điện thoại iPhone 7 là chiếc iPhone mà cô thích nhất. Trong một số hình ảnh selfie mà Ngọc Trinh đăng tải trên Instagram gần đây, cộng đồng mạng cũng để ý thấy Ngọc Trinh đã chuyển sang sử dụng chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max sang chảnh của Apple. Ở tuổi 31, Ngọc Trinh được đánh giá là mỹ nhân giàu có, chịu chơi của showbiz Việt. Các món đồ từ quần áo, nước hoa đến phụ kiện, túi xách, cô đều sẵn sàng chi số tiền lớn để sở hữu chúng đầu tiên. Ngoài Hồ Ngọc Hà và Ngọc Trinh, các sao VIP như Big Daddy, Huỳnh Lập cũng tỏ ra rất hào hứng chào đón sự ra mắt của iPhone thế hệ mới này. Không ít ngày nữa đây, cộng đồng sao Việt sẽ tràn ngập những chiếc điện thoại chanh xả này thôi. Apple cho biết sẽ bán loại iPhone 12 chia thành 2 đợt, trong đó iPhone 12 và 12 Pro sẽ cho phép đặt trước từ ngày 16 tháng 10, bán ra vào ngày 23 tháng 11. Còn bộ đôi iPhone 12 mini và 12 Pro Max sẽ đặt trước từ ngày 13 tháng 11 và bán ra sau đó một tuần. Giá khởi điểm hiện tại của iPhone 12 Pro đã là 34 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bản tin 24 giờ của kênh ống kính hậu trường. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh ống kính hậu trường để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.